Thưa quý vị, Saudi oanh kích kho vũ khí của Houthi tại Yemen, tin từ Riyadh, Saudi Arabia. Hôm Chủ nhật ngày 19 tháng 4, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tiếp tục thực hiện hàng loạt vụ oanh kích nhắm vào các kho vũ khí của Houthi. Phát ngôn nhân liên quân, tướng Ahmed Asri nói rằng, một số địa điểm đóng quân của Houthi tại tỉnh Sada gần biên giới Saudi Arabia và thủ đô Sana của Yemen cũng là mục tiêu của các vụ thả bom. Sau nhiều tuần lễ oanh kích để đẩy lùi phiến quân Houthi của người Hồi giáo Shiite tại Yemen, ông Asri nói rằng liên quân đã đạt được một bước tiến đáng kể. Ông Asri cho rằng trên 95% khả năng chiến đấu của phiến quân Houthi đã bị vô hiệu hóa vì các cuộc oanh kích và việc sử dụng thường xuyên loại pháo tầm ngắn. Cũng trong ngày Chủ nhật, lãnh tụ phiến quân Houthi đồng minh của Iran đã giận dữ tố cáo Saudi Arabia âm mưu chiếm đóng Yemen và cho biết sẽ không thỏa hiệp sau 3 tuần lễ bị liên quân oanh kích dữ dội. Tuy nhiên, chiến dịch oanh kích hầu như thất bại vì không làm suy giảm sức chiến đấu của phiến quân Houthi. Tuy nhiên, một tư lệnh Yemen đang kiểm soát một nửa vùng biên giới của nước này với Saudi Arabia hôm Chủ nhật cam kết yểm trợ Tổng thống Abdul Mansour Hadi. Ông này cũng loan báo đã điều động ít nhất là 15.000 binh sĩ đến trú đóng tại vùng sa mạc và vùng núi dọc theo biên giới Saudi Arabia và Yemen.